Bác sĩ cảnh báo chớ dại mà uống nước vào buổi sáng kẻo rước ung thư, phá nát gan thận, đột tử thọ non chỉ sau 1 phút. Cô bác thân mến, chúng ta đều biết uống nước vào buổi sáng vô cùng tốt cho sức khỏe, bởi vì khi đó thì nước sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo, sảng khoái, đồng thời đào thải mọi loại độc tố và đánh thức được các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nhận được những công dụng quý giá này nếu như cô bác lựa chọn đúng loại nước để uống mà thôi. Còn nếu như cô bác vô tình không biết hoặc do sở thích mà uống một trong 5 loại nước sau đây thì chẳng khác nào tự uống thuốc chuột hại chết chính bản thân mình, càng uống càng sinh bệnh tổn thọ. Vậy để biết đó là những loại nước nào và mức độ độc hại kinh khủng ra sao, hãy cùng với truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu ngay bây giờ cô bác nhé. Chết khát thì cũng không uống 5 loại nước này vào buổi sáng, cực độc, cực nguy hiểm, càng uống càng nhanh chết. 99% người Việt chúng ta đều uống mà không hề biết. Loại nước đầu tiên âm thầm sát hại mọi người đó là cà phê. Chưa hết phải khẳng định rằng cà phê là một trong những thức uống văn minh hiện đại và phổ biến nhất trên thế giới. Thực tế thì chúng ta không thể phủ nhận những công dụng tuyệt vời mà cà phê mang lại cho sức khỏe con người. Chỉ cần duy trì một cốc cà phê nhỏ một ngày, chúng ta hoàn toàn có thể tránh xa được những bệnh lý về tim mạch, tiểu đường, huyết áp, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ bị đột quỵ và tai biến nguy hiểm. Tuy nhiên, dù có tốt đến mấy mà chúng ta lựa chọn sai thời điểm uống cà phê thì ngay lập tức cà phê lại trở thành độc dược. Tôi để ý thấy rằng rất nhiều người hiện nay đang có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, ngay sau khi dậy vì suy nghĩ cà phê sẽ giúp tỉnh táo, sảng khoái và phấn chấn hơn. Tuy nhiên thì thực tế lại thấy hoàn toàn ngược lại. Đó là bởi caffeine trong cà phê chỉ phát huy công dụng khi dạ dày đã no, còn khi đói thì chúng sẽ tăng gấp đôi nồng độ, dẫn đến tình trạng căng thẳng, buồn ngủ và mệt mỏi hơn. Ngoài ra thì thói quen này cũng khiến cho cơ thể phải sản xuất insulin để bù đắp, khiến cho lượng đường trong máu giảm, gây thiếu năng lượng và cảm giác lo lắng, bồn chồn. Về lâu dài, thói quen uống cà phê vào buổi sáng còn có thể phá hủy hệ tiêu hóa, thay đổi hệ thống thần kinh và khiến nhịp sinh học của cơ thể bị đảo lộn. Vậy nên cô bác cần chấm dứt ngay việc uống cà phê vào buổi sáng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình nhé. Lời khuyên của các chuyên gia đó là chúng ta hãy uống cà phê sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Cà phê sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta làm việc năng suất hơn, ngăn chặn cảm giác đầy bụng, chướng bụng, khó tiêu và hiệu quả, đồng thời giúp não bộ và tinh thần hứng khởi hơn rất là nhiều. Loại nước thứ hai càng uống càng thọ non đó là chè xanh. Nghe đến đây chắc hẳn sẽ có cô bác phản ứng dữ dội, thậm chí còn hỏi ngược lại gay gắt chúng tôi rằng uống chè xanh thọ non thì sao, các cụ ngày xưa uống nhiều mà họ vẫn toàn sống thọ trên 100 tuổi. Vừa hôm trước tôi thấy kênh này bảo là chè xanh là thần dược trị ung thư kéo dài tuổi thọ cơ mà. Mâu thuẫn thế này thì ai mà tin được. Quá là vớ vẩn. Vâng, thưa cô bác, nếu cô bác là một khán giả trung thành của truyền hình Sức Khỏe thì có thể nhận ra ngay rằng cùng với đậu đen thì chè xanh là một loại nước mà chúng tôi luôn muốn cô bác chúng ta sử dụng thường xuyên để phòng ngừa ung thư và đẩy lùi bệnh tật. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng cô bác chỉ được uống sau bữa ăn chứ tuyệt đối không được uống vào buổi sáng sau khi vừa ngủ dậy nhé. Hiểu một cách đơn giản là khi chúng ta vừa ngủ dậy là lúc mà cơ thể đang đói, nên dạ dày sẽ hoàn toàn trống rỗng. Lúc này thì hiệu suất hấp thụ của dạ dày sẽ rất cao. Do đó thì chất chát ở trong nước chè xanh sẽ nhanh chóng đi vào tạng phế và làm lạnh tỳ vị, đồng thời thì sẽ thẩm thấu vào trong máu, gây nên hiện tượng say nước chè và các biểu hiện như nôn nao, cồn cào, khó chịu, tim đập nhanh. Không những thế, khi đói bụng uống nước chè xanh sẽ làm loãng dịch vị, gây kích ứng niêm mạc dạ dày, tiết ra nhiều chất chua, lâu dần gây nên bệnh viêm loét dạ dày rất phổ biến nữa đấy cô bác ạ. Khi mà dùng chè xanh thì cô bác lưu ý là nên pha và uống luôn, vì chè xanh để lâu thì lượng axit tannic tăng lên và đây chính là nguyên nhân khiến cho người dùng bị gút và sỏi thận. Chưa kể, chè pha xong còn bị xỉn màu và không còn hấp dẫn nữa. Loại nước thứ ba khiến mọi người xuất hàng tá bệnh đó là nước ngọt có ga.
Tôi để ý là hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thường có thói quen uống nước ngọt, đặc biệt là các loại nước tăng lực vào buổi sáng sau khi ngủ dậy để cơ thể có nhiều năng lượng, tỉnh táo và sảng khoái hơn. Tuy nhiên, đây lại là một việc làm sai lầm hoàn toàn, bởi theo các nhà khoa học, uống nhiều các loại nước này về bản chất đã là không tốt rồi. Còn nếu mà uống vào buổi sáng khi dạ dày đang trống rỗng, thì mức độ nguy hại của chúng ta sẽ tăng lên gấp 100, thậm chí là 1.000 lần. Đó là bởi thời điểm sau khi ngủ dậy là lúc mà dạ dày của chúng ta đang hoàn toàn trống rỗng. Đa số các loại nước ngọt thì đều có chứa một hàm lượng fructose rất là cao. Khi đi vào dạ dày đang trống rỗng, nó làm cho lượng đường trong máu sẽ tăng vọt và gây ra phản ứng insulin trong cơ thể. Uống thường xuyên thì có thể dẫn đến là tăng cân béo phì và đái tháo đường, huyết áp cao và suy thận. Ngoài ra thì do có nhiều chứa chất axit phosphoric và phosphor nên càng uống nhiều vào buổi sáng thì chúng ta càng dễ bị loãng xương, mất tập trung và suy giảm trí nhớ. Đó là chưa kể, việc uống nhiều nước ngọt còn khiến cho cơ thể dễ đầy bụng, chán ăn và nên mọi người thường bỏ qua luôn bữa sáng. Vậy nên không riêng gì vào buổi sáng, cô bác cũng nên hạn chế hoặc là cắt bỏ toàn bộ những lon nước ngọt có ga ra khỏi thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của mình. Thay vào đó, vào thời điểm sau khi ăn đã no, cô bác nên tìm đến những đồ uống lành mạnh như là nước dừa, nước trà hoặc là nước đậu đen cô bác nhé. Loại nước thứ tư được các chuyên gia cảnh báo cấm uống vào buổi sáng, đó là nước lạnh. Cho tôi hỏi là ở đây có cô bác nào hay uống nước lạnh không ạ? Tôi chắc chắn là có, bởi thực tế thì bất kỳ vào thời điểm nào, một ly nước lạnh cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn và vui tươi hơn rất là nhiều. Có người thì hay uống nước lạnh sau khi chơi thể dục thể thao, có người thì uống sau khi đi làm về mệt nhọc. Nhưng tôi để ý có những người sau khi mà ngủ dậy đã uống một cốc nước đá lạnh rất là to. Đặc biệt là vào những ngày hè thời tiết nóng bức như hiện nay thì ngay từ sáng sớm đã có biểu hiện oi nóng rồi. Tuy nhiên đằng sau thói quen tưởng chừng như là vô hại này đang ẩn chứa vô vàn những mối nguy hại mà chúng ta không thể lường trước được. Bởi khi mới ngủ dậy, cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường, nước lạnh hay là nước đá sẽ gây co mạch máu của niêm mạc dạ dày, gây đau bụng nhẹ, thậm chí là tả, lị hay tiêu chảy. Mặt khác, khi nước đá đi vào trong họng sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, co thắt đột ngột, giảm huyết dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây bệnh, dẫn đến là đau họng, giọng nói khàn, dễ sinh ra cảm lạnh và ho, thậm chí là viêm thanh quản và viêm phế quản. Ngoài ra thì đàn ông mà uống nước đá vào buổi sáng thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng tình dục và dễ nhiễm trùng đường tiết niệu. Vậy nên tốt nhất vào buổi sáng thay vì uống một cốc nước lạnh thấu buốt cả răng, cả não thì cô bác hãy đổi sang một cốc nước ấm bình thường. Tuy nhiên thì cô bác tuyệt đối không được uống nước đun sôi để nguội đã quá lâu rồi đấy nhé. Vì về bản chất nước đun sôi để nguội chỉ cần 2 tiếng có thể tái nhiễm vi khuẩn, càng để lâu thì sẽ càng nhân số lượng vi khuẩn của nước tăng lên nhanh chóng, dễ sinh ra nấm mốc và gây hại cho cơ thể. Loại nước thứ cực độc, cực nguy hiểm nếu mà uống vào buổi sáng đó là nước trái cây. Nếu mà cô bác nào ở đây đang có một thói quen đó là chúng ta uống nước ép trái cây hàng ngày thì xin phép những người làm chương trình chúng tôi dành tặng cho cô bác một lời khen nhé. Đây là một thói quen làm việc rất tốt mà cô bác nên duy trì hàng ngày để bảo vệ sức khỏe, tăng cường thể lực và phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, để đảm bảo loại nước trái cây có thể phát huy hết những công dụng và cung cấp được tối đa chất dinh dưỡng cho cơ thể, thì cô bác cần phải chú ý đến cả thời điểm đừng sử dụng nữa nhé. Bởi theo các chuyên gia, nếu mà sử dụng nước trái cây vào buổi sáng sau khi ngủ dậy thì không khác nào tự xước họa vào thân, phá nát dạ dày, hủy gan hại thận đấy ạ. Trước hết thì uống một cốc nước ép trái cây khi đang đói bụng vào buổi sáng thì các chất axit có trong nước ép sẽ gây ra tổn hại dạ dày, lâu dần sẽ hình thành nên các ổ viêm loét và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường tiêu hóa. Đó là chưa kể, một số người hiện nay còn đang có suy nghĩ uống nước trái cây vào trong buổi sáng để thanh lọc cơ thể. Đây là một suy nghĩ sai lầm hoàn toàn và rất là phản khoa học.
Bởi vì uống nước trái cây vào lúc này thì chỉ khiến cơ thể chúng ta hấp thụ nhiều đường hơn thôi, từ đó thì khiến người dùng dễ bị béo phì, huyết áp và tiểu đường. Khỏe đẹp đâu chưa thấy, nhưng mà cô bác nào ở đây đang có ý định này thì phải dừng lại ngay lập tức nhé. Lời khuyên cho cô bác đó là cô bác nên uống nước ép trái cây vào thời điểm giữa hoặc là sau bữa sáng khoảng 30 phút. Thời điểm này thì nước trái cây sẽ hỗ trợ chúng ta thúc đẩy dạ dày, tăng tiết enzyme và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Và loại nước cuối cùng cấm kỵ không được uống vào buổi sáng đó chính là nước muối ạ. Khi làm về nội dung này, chúng tôi đã nhận được thư của một vị khán giả với nội dung như sau. Xin chào chương trình, tôi tên là Bùi Văn Trung, 53 tuổi, quê ở Phủ Lý, Hà Nam. Tôi là người hay nóng trong nên thường xuyên bị căn bệnh táo bón hành hạ. Mặc dù đã cố gắng ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều chất xơ và ăn uống nhiều loại thuốc, nhưng mà bệnh vẫn không khỏi hoàn toàn. Thời gian gần đây thì tôi thấy trên mạng mọi người chia sẻ nhau về cách uống nước muối vào buổi sáng sau khi ngủ dậy để chữa khỏi căn bệnh táo bón ngay lập tức. Vậy xin hỏi các chuyên gia của chương trình, điều này có đúng không? Và về lâu dài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bác Trung như sau. Trước hết, bệnh lý táo bón có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do bệnh nhân thiếu chất xơ. Trong khi muối thì có thành phần chủ yếu lại là natri clorua, nên không thể nào mà chữa bệnh táo bón được. Đó là chưa kể khi mà lượng muối trong cơ thể của cô bác đã quá đủ rồi. Mà chúng ta lại uống thêm nước muối vào buổi sáng thì sẽ khiến lượng muối tăng quá mức. Thường muối có thể gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp và đột quỵ. Ngoài ra, thường muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, loãng xương, sỏi thận và xơ vữa động mạch vành. Đó cô bác ạ. Nên thay bằng việc uống nước muối ấm vào buổi sáng, cô bác nên để dành chúng vào buổi tối để súc miệng và sát trùng họng hàng ngày nhé. Chúng không những giúp răng miệng của cô bác được sạch sẽ, chắc khỏe, mà còn giúp giảm viêm, xoa dịu cơn ho, sát trùng vùng cổ họng để hạn chế tối đa nguy cơ bị nhiễm trùng, viêm amidan và cảm cúm. Cô bác thân mến, trên đây là 6 trong số vô vàn những loại nước cấm kỵ uống vào buổi sáng. Cô bác chúng ta cần lưu ý tránh xa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh rước họa vào thân nhé. Vậy nên uống nước đã tốt rồi, nhưng uống loại nước nào và thời điểm nào cũng quan trọng không kém đâu cô bác ạ. Ví dụ ba loại nước quen thuộc sau đây lại có 3 thời điểm uống khác nhau, càng uống vào những thời điểm này thì chúng ta sẽ càng khỏe mạnh, bách bệnh tiêu tan và tuổi thọ thì kéo dài thêm 20 năm, cô bác ạ. Đầu tiên đó là nước chanh mật ong là cách tốt nhất để khởi động một ngày mới. Không biết ở đây có cô bác nào có thói quen uống nước chanh mật ong buổi sáng giống tôi không nhỉ? Cô bác duy trì thói quen này được bao lâu rồi? Còn tôi thì đã được hơn 30 năm rồi đấy. Với tôi thì đây là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày mới và bảo vệ sức khỏe cho mình về lâu về dài mà không hề tốn kém chút nào của bác ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong thành phần của mật ong có chứa nhiều chất dinh dưỡng, còn trong chanh chứa nhiều vitamin C, nên sau một đêm dài ngủ dậy, uống nước chanh mật ong sẽ giúp não bộ của chúng ta tỉnh táo, làm việc minh mẫn và hiệu quả hơn. Ngoài ra, thường xuyên uống nước còn sẽ giúp cô bác thanh lọc cơ thể, loại bỏ chất độc, tiêu diệt gốc tự do và ngăn ngừa được ung thư tốt. Hay những cô bác chị em phụ nữ nào đang muốn cải thiện da, làm giảm cân, duy trì vóc dáng thì cũng có thể lựa chọn thức uống này nhé. Hiệu quả cũng rất bất ngờ đấy ạ. Và ngoài thời điểm buổi sáng ra thì còn có một thời điểm vàng nữa là cô bác có thể uống nước chanh mật ong, đó là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thời điểm này sẽ xoa dịu các dây thần kinh cho cô bác, khiến cô bác giảm bớt mệt mỏi, ngủ sâu giấc, đồng thời phục hồi lại cho các cơ quan trong cơ thể và thiết lập rào chắn chống lại mọi bệnh tật về nguy hiểm. Tiếp theo, uống trà gừng vào buổi chiều lại là cách tốt nhất để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Và những ngày thời tiết đang giao mùa như thế này thì việc cô bác có thể bị cảm cúm, ho hay là viêm họng là điều không tránh khỏi. Những lúc như vậy, thay vì dùng các loại thuốc tây hay là thuốc kháng sinh đắt tiền, cô bác cứ chuẩn bị cho mình một cốc trà gừng để uống vào buổi chiều đấy nhé. Uống duy trì khoảng từ 2 đến 3 ngày là bệnh sẽ khỏi hoàn toàn ngay.
vừa an toàn vừa hiệu quả mà lại không hề tốn kém. Đây là loại trà có lịch sử lâu đời từ Trung Quốc. Chúng đã được ghi nhận về công dụng trong rất nhiều cuốn sách y học nổi tiếng như Bản thảo cương mục Trung Hoa Thảo Dược Đại Toàn. Ngoài ra, trà gừng còn đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa, kích thích cảm giác thèm ăn và hạn chế tối đa nguy cơ bị đau dạ dày. Mặt khác, trà gừng cũng chứa nhiều khoáng chất và axit amin có lợi trong việc lưu thông máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, từ đó thì giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ đột quỵ cũng như là chất béo tích tụ để phòng ngừa xơ vữa động mạch rất là hiệu quả. Uống trà gừng tốt nhất là vào buổi chiều, còn ngược lại nếu mà cô bác uống vào buổi sáng ngay sau khi mà chúng ta ngủ dậy thì chúng ta sẽ gây hại cho dạ dày, kích thích tim đập nhanh và gây cảm giác mệt mỏi, bồn chồn và ảnh hưởng lớn đến tâm trạng cuối đấy ạ. Cuối cùng thì trà hoa cúc lại chỉ phù hợp để uống vào buổi tối thôi cô bác nhé. Thành phần chính của trà hoa cúc là hoa cúc khô. Từ ngàn đời xưa thì trà hoa cúc được biết đến là một loại thức uống thể hiện cho sự thanh tao, nho nhã, quý tộc. Loại trà này thì có một cái tên gọi không nhắc đến trong văn hóa uống trà đã có từ ngàn đời nay của người Việt Nam ta. Trà có vị thanh mát, hơi đắng và có tác dụng tốt trong việc làm mát lợi tiểu, thanh nhiệt giải độc, tốt cho não bộ, an thần, chống suy nhược thần kinh. Không phải ngẫu nhiên mà trà hoa cúc có tuổi đời sử dụng lâu đến như vậy. Từ thời phong kiến thì hoa cúc được dùng làm nguyên liệu trong ẩm thực cung đình. Còn ngày nay thì có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra loại thức uống này rất có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Trước hết, trong trà hoa cúc có chứa nhiều flavon, đây là một hợp chất chống oxy hóa rất hiệu quả. Chúng tham gia vào quá trình trao đổi chất với tác dụng giảm cholesterol, điều hòa huyết áp, cải thiện hoạt động của hệ tim mạch. Ngoài ra thì trà hoa cúc còn được biết đến là một loại trà an thần cực kỳ hữu hiệu. Với những người thường xuyên mất ngủ, căng thẳng thần kinh, chúng ta nên uống một tách trà trước khi đi ngủ có tác dụng an thần, ngủ ngon, sâu giấc hơn. Các chất có trong trà có tác dụng làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp, làm dịu thần kinh, giảm bớt tình trạng căng thẳng trằn trọc khi mà ngủ. Có một lưu ý nhỏ là cô bác pha trà hoa cúc không cần nước quá nóng đâu, sẽ làm giảm tác dụng, mất đi một số tinh chất quý giá trong hoa cúc. Nước pha trà thì chúng ta nên dùng nước có nhiệt độ từ 80 đến 85 độ C thôi, hãm trà trong thời gian khoảng 3 đến 5 phút. Có thể pha trà hoa cúc với bạc hà, kim ngân, mật ong, kỷ tử để tăng cường tác dụng của trà. Cô bác thân mến, hầu hết mọi người đều mong muốn có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công. Tuy nhiên, không có con đường tắt nào cho cuộc sống đáng mong ước ấy. Để có một cơ thể khỏe mạnh toàn diện cả về thể chất và tinh thần, hàng ngày bên cạnh việc chúng ta ăn uống sinh hoạt khoa học lành mạnh, cô bác cũng nên duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, tu tâm dưỡng tính mỗi ngày và biết nhìn nhận lại giá trị bản thân nhé. Sự hiện diện của mỗi chúng ta trên cuộc đời này đã là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao mà chúng ta cần biết trân trọng. Tất cả những thứ tồn tại trong con người ta hoặc do ta rèn luyện, nỗ lực mà có được đều là những giá trị tốt đẹp đáng được trân trọng, được nâng niu, được tự hào. Chính vì thế, để mình tốt lên bắt buộc mỗi người cần phải nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống, học hỏi những điều hay lẽ phải, tìm ra con đường định hướng để phát triển mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị cô bác đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.